Xin chào tất cả mọi người. Đây, đây là cái cây cúc thọ hương được ghép vào những cái đầu cành sau khoảng gần 4 năm. Cúc thọ hương nè. Để mà nếu mà người ta ghép từ cái cây mai con người ta làm lên á thì trồng thời gian rất là lâu. Nhiều khi vài chục năm cũng chưa được cái cây như thế này á. Phương pháp là cắt ghép. Chúng ta lựa chọn những gốc phôi nó có sẵn. Gốc phôi nó ra hình ra dạng như thế này. Đó, chúng ta nó có tay cành sẵn á, chúng ta ghép vào những tay cành á, thời gian chơi rất là nhanh á. Đó, khoảng chừng 3 tới 4 năm có được cây như thế này chơi á. Thì ghép vào khoảng chừng 2 năm là chúng ta chơi được rồi. Đó, còn với phương pháp mà anh em tiết kiệm chi phí mà em trồng mà ghép từ cây mai con anh em ghép lên á, ghép nuôi lên á, thời gian vài chục năm sau chúng ta chưa có được cây như thế này nữa. Tốn rất là nhiều thời gian á. Đây, đây là ghép vào những cái đầu cành nè. Đó, anh em thấy không? Ghép vào đầu cành á, rút ngắn thời gian mà được cái chất lượng nó như ý nữa ha. Phương pháp ghép thì những cây nào hoa không đẹp thì chúng ta mới ghép á, còn hoa đẹp thì không cần ghép làm gì, chúng ta chỉ lấy cái bo của cái cây bông đẹp ta ghép sang những cây khác thôi. Đó, mục đích của ghép là cải thiện chất lượng hoa, giống như cái cây ăn trái đâu á, ghép là cải thiện chất lượng trái như sầu riêng chôm chôm đâu á, sầu riêng chôm chôm bơ đâu đó, nhãn đâu á, ghép á. Thì làm mai này cũng như là cây ăn trái thôi, cải thiện chất lượng á, chất lượng hoa đó thì chúng ta ghép. Ghép thì có cây lớn thì chúng ta ghép cây lớn á. Đó, vì chuyện chơi nè, dạng cây mai là chơi dạng cây nghệ thuật á. Đó, còn gì chúng ta muốn sản xuất hàng loạt á thì những cây lớn này nó số lượng nó không có đủ á. Ví dụ như giờ anh em trồng mà số lượng trăm cây ngàn cây nè, chi phí đầu vào nó đầu tư nó thấp á, thì chúng ta trồng mà những cái cây ghép từ những cây nhỏ chúng ta ghép lên. Còn giờ chúng ta chơi nghệ thuật một vài cây á, chơi cây nào đáng cây đó thì chúng ta lựa những cây phôi đẹp như thế này á. Đó, những cây mai tàn đẹp như thế này chúng ta ghép và chúng ta chơi á. Bởi vì mà chơi cái cây này thì những cái cây ghép mà gốc bứng á thì ghép giá trị nó cao quá. Còn hàng gốc nhớt thì nó đại trà, giá trị nó thấp. Đó, như cây này á, nó khoảng chừng ba mấy 40 hoành thôi mà anh em ghép gốc nhớt anh em nuôi lên á, 20 năm sau nhiều khi chưa chắc được như thế này nữa ha. Tốn rất nhiều thời gian á, mà nuôi nó chưa chắc được như vậy đó, nó bỏ nhánh, nó trống nhánh, nó đủ thứ chuyện ở đây à. Mà bán cái giá, nếu mà anh em nuôi 20 năm anh em bán cái giá thì nó bán cái giá mà nó so với công ta nuôi 20 năm á, nó cao quá thì ít người chơi á. Còn cái này gốc phôi thì rất là rẻ, gốc phôi rừng có sẵn trong tự nhiên á, đó, giá thành nó rẻ, chúng ta ghép vào á đó thì giá thành nó thấp nữa. Gốc nhớt thì có người nuôi 20-30 năm á, bán đâu đó mấy chục triệu không á. Đó, trong khi những cái cây này nè, nó còn đẹp hơn gốc nhớt nhiều á, giá thành nó chỉ bằng thậm chí 1/4 thôi á, 1/4 1/2 thôi. Đó, mà là nó là cây cũng là cây già, những cái gốc phôi này ở ngoài đất á thì cũng mấy chục năm á, gần 30-40 á, nếu mà nó mọc tự nhiên á thì cũng mấy chục năm trời á, thì độ già nó cũng như nhau thôi, thì ghép ra cho chất lượng hoa nó đẹp á. Anh em có cái nhìn nó tổng quan về ví dụ mà cái gốc nhớt với lại cái gốc bứng á, gốc bứng thì nó nghệ thuật nhiều hơn đó, nó muôn hình vạn trạng, còn gốc nhớt thì nó có kiểu à. Đó, đây là hàng gốc nhớt cúc thọ hương nè, là số lượng rất là nhiều á, dạng như cây công nghiệp à, nó đều giống nhau. Còn gốc bứng thì nếu mà gốc bứng vườn á, gốc bứng mọc tự nhiên nào đó thì nó là một cây duy nhất thôi, kiếm cái thứ hai không bao giờ có, nó chỉ gần giống mà chứ không bao giờ có. Còn cái này gốc gốc mai con làm lên nè, ghép từ nhỏ thì nó tựa gần giống nhau, dạng như công nghiệp á. Còn gốc vườn thì không có cái nào giống cây nào ra, nó mọc tự nhiên mà mọc ngoài thiên nhiên à, thiên nhiên tạo tác nó mấy chục năm trời. À, thì chúng ta xem những cái cây gốc nhớt này trồng dưới đất thì nó vẫn lớn á. Đó, những cái này chúng ta trồng xuống đất nữa đó, thời gian lâu quá thì cũng là thiên nhiên tạo tác nữa ha. Thiên tạo tác ra hình ra dạng đâu, ra rễ đâu á. Đây, chúng ta trồng thì trồng ấy, nhưng mà nó ăn xuống đất thì nó rễ nó ăn thôi tứ phía trơn à, ăn đủ thứ chỗ đủ thứ kiểu trơn á.
trồng lâu quá nó vẫn đẹp, cắt đô mà này là hương xuống dưới đất ha, chỉ có vài tháng rồi á, đủ phân đủ thuốc đủ nước rồi bác. Cây nó mạnh, rất là mạnh, mạnh hơn trên chậu nữa. Đây, hàng cây con trồng lên nè. Này mình có dịp mình đi ghé vườn của ông chú bên Sa Đéc á, anh em thấy không đó. Nở cũ lên á, tàn ngắn rồi nó đẹp lên á. Chúng ta trồng mà trồng ở dạng số lượng nhiều để bán á, thì chúng ta trồng cây nhỏ này. Còn em dạng chơi nghệ thuật á, nghệ thuật thì anh em làm cây lớn, một vài cây chơi thôi, nó chơi lẹ. Còn cái này anh em để mà trồng cái hoành có 30-40 á, chắc cỡ 20 năm sau á, cỡ 20 năm á, mới nó mới hoành to 30-40. Ghép vào xuống đất mới chỉ vài tháng thôi nha, bắt đất được nó mạnh dữ lắm. Cái chuyện ghép với lại nguyên thủy thì bây giờ đấy, chúng ta biết trồng mà cũng như nhau ha. Ghép thì nó liền thân liền cốt như cái sầu riêng đó. Đó, những anh chú nào trồng sầu riêng á, đó hỏi ra mai ghép trồng nó có lớn hay không á. Anh em mấy sầu riêng mà anh em ăn trái hiện tại, sầu riêng ri sáo, sầu riêng mỏng thon, sầu riêng thái đó, toàn là cái ghép không á, hỏi gốc có lớn hay không á. Chôm chôm đó, chôm chôm ta ăn là toàn là chôm chôm ghép không á, đó do bà chăm sóc thôi. Chôm chôm sầu riêng toàn là ghép không à. Đó, mai nè, đây mai ghép thì hoa nó đều giống nhau hết á, chất lượng nó hoa nó giống nhau hết. Trồng trăm cây ngàn cây thì nó đều nhau hết à, không có bị tình trạng cây này cây kia. Đó, mai rừng á, đây mai rừng nhiều khi có cây bông đẹp, có cây bông thưa rỉnh nè, có cây bông không đẹp á. Đó, nhưng mà chúng ta trồng mà làm kinh tế mà số lượng nhiều quá, đây, chúng ta trồng ta bán cái tàn luôn mà bông không đẹp thì bán không được á. Đó, giờ làm gốc rễ đẹp, cái chuyện đó, bông nó đẹp nữa thì tuyệt vời, được 10 điểm luôn. Gốc rễ đẹp, thân cành đẹp, bông xấu á, đây thì không, người ta cũng không có chuộng á. Đây là thọ hương nha, gốc nhớt và gốc bứng nha. Kết video thì mình nên xem cái cây thọ hương ghép gốc bứng nè, ghép khoảng chừng 4 năm thôi nha. Cái gốc ở trong là hoành là 45 á, đó bông tuyệt vời á. Do cái gì mà chúng ta chăm sóc thôi, chứ mai ghép rất là dễ chăm á, bông tuyệt vời luôn. Chúc mọi người xem video vui và xin chào.
Yeah.